Alo, Châu Bùi đây. Hello mọi người. Và trong những năm gần đây thì chúng ta nghe rất là nhiều về KOL, KOC hay là influencer. Thì đối với Châu, ai trong chúng ta cũng có đầy đủ những cái tố chất để trở thành một cái người có sức ảnh hưởng. Bản thân chúng ta thì ai cũng có sức ảnh hưởng đến với gia đình này, bạn bè này, đến những người xung quanh. Bên cạnh đó thì sẽ có những bạn muốn có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, đến nhiều người theo dõi, muốn trở thành một KOL, một influencer. Thì lúc đó sẽ phụ thuộc vào việc mục tiêu của bạn ra sao và cách để bạn thực hiện điều đó như thế nào. Và Châu đã quay trở lại rồi đây, sau một thời gian cũng khá là dài và mình đã quyết tâm trở lại với cả một cái series liên quan đến chính ngành nghề của mình. Và đến thời điểm này thì đã 7 năm mình bắt đầu nghề KOL và influencer và mình cũng nhìn lại thì thấy là wow, một cái quãng đường rất là dài mà mình đã đi qua. Và lúc nào khi mà Châu mở Q&A lên thì câu hỏi được mọi người gửi nhiều nhất sẽ là làm thế nào để trở thành một influencer ở Châu, làm thế nào để trở thành một KOL ở Châu. Thì lúc đó mình cũng nghĩ là wow, Châu không thể nào mà có thể trả lời mọi người cụ thể nhất trên một cái story cả. Và ở series này mình sẽ chia sẻ lại với mọi người những yếu tố, những kinh nghiệm để trở thành một influencer. Và tất nhiên đó chỉ là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của riêng mình để cho mọi người có thêm cái góc nhìn. Và đó sẽ là cái lựa chọn của mọi người. Mà trước đây thì lúc nào Châu cũng nghe mọi người nói với cả mình là ôi cứ xinh thôi thì là được, là trở thành KOL, là influencer. Nhưng mà Châu xin khẳng định với mọi người, ngoại hình tốt thôi thì không phải là cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta trở thành một influencer thành công. Và để mọi người có thể tiện theo dõi hơn thì trong cái series này Châu sẽ làm 3 tập. Và ở trong tập đầu tiên này thì mình sẽ chia sẻ theo 3 mục chính để mọi người tiện theo dõi nha. Mục đầu tiên sẽ là phân loại và khái niệm của influencer, KOL, KOC là gì. Phần thứ hai sẽ là vai trò, tại sao mà họ lại đang phát triển và họ kiếm ra thu nhập từ đâu. Phần thứ ba, làm sao để chúng ta có thể bắt đầu. Và đầu tiên thì Châu muốn mọi người có thể hiểu rõ định nghĩa của influencer, KOL, KOC là gì để chúng ta có thể chọn được con đường mà chúng ta muốn đi. KOL và KOC thì đều là influencer, nhưng mà cái điểm khác nhau là KOL sẽ là Key Opinion Leader, là người dẫn dắt chủ chốt, hay là chúng ta còn gọi là người có sức ảnh hưởng đó. Họ là những người có chuyên môn và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cái lĩnh vực hay ngành nghề của họ. Trong KOL thì chia thành hai nhóm chính, một là nhóm celebrity, là họ là những người nổi tiếng, có thể kể đến như là những ngôi sao hạng A chẳng hạn này, ở ca sĩ, diễn viên mà có lượng fan rất đông đảo. Nhóm còn lại thì họ có thể là ít followers hơn, nhưng mà họ vẫn sẽ có một cái chuyên môn cũng như là họ có một cái điểm mạnh ở trong một cái lĩnh vực nào đó, có thể là làm đẹp, có thể là về nấu ăn, về du lịch. Và cái điểm đặc biệt ở trong nhóm này rằng là ai ở trên mạng xã hội mà họ có cái điểm mạnh trong một cái lĩnh vực mà họ theo đuổi thì đều có thể trở thành. Còn KOC là Key Opinion Consumer, họ là những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của cộng đồng. Câu này học thuộc ở trong KOC Việt Nam. Và họ hầu hết là những reviewer này. Và công việc chính của họ sẽ là thử nghiệm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ và đưa ra những cái nhận xét cũng như là đánh giá riêng của họ. Và cũng qua cái điều đấy thì Châu cũng sẽ nói luôn đến cái vai trò của cái ngành nghề này nhá. Thì vai trò của KOL thì nhìn chung đây sẽ là những cái người là cầu nối giữa khách hàng với thương hiệu. Và lấy một cái ví dụ thực tế hơn thì trong năm ngoái chương trình Rap Việt, chương trình rất là hot và rất là nhiều người xem, thì từ đó là những thành viên ở trong chương trình cũng có nhiều fan hơn này, nhiều người theo dõi hơn. Và ngay lập tức thì mọi người cũng để ý đúng không, là rất là nhiều những thương hiệu đã nhanh chóng bắt tay hợp tác với cả họ. Và trong cái sự hợp tác đó thì họ cũng chính là KOL, và vai trò của họ chính là tăng độ nhận diện của thương hiệu. Và nhãn hàng sẽ phải trả chi phí cho họ trước. Nhưng mà KOC thì không như vậy. Họ chính là những người tiêu dùng và họ sẽ mua sản phẩm đó, họ dùng và họ đánh giá trên những cái ý kiến riêng của họ. Ví dụ thì Châu có một người bạn của Châu chẳng hạn, họ là một KOC. Thì bạn ấy rất là thích những cái sản phẩm công nghệ này, như là nồi cơm điện, rồi là máy tính, máy ảnh, điện thoại ABC. Và bạn ấy cũng mua và bạn ấy sử dụng thật. Và bạn ấy cũng sẽ post lên những cái video hay là những cái review về cái sản phẩm đó, cả những cái mặt tốt và những cái điểm mà bạn ấy chưa thấy thích chẳng hạn. Và khi mà người dùng xem những cái video đó, họ biết được cái tính năng và họ cảm thấy là ô, mình muốn mua cái sản phẩm này, rồi họ sẽ mua trên cái link mà cái bạn đó đã gắn ở trong cái video đó. Và những bạn đó sẽ kiếm được thu nhập từ cái việc đó.
Và để nói về cái sự phát triển của ngành nghề này thì như chúng ta cũng thấy đúng không? Bây giờ ai cũng dùng mạng xã hội và chúng ta có rất là nhiều những cái sự lựa chọn xung quanh chúng ta. Và bây giờ thì không còn phải là cái thời mà chúng ta cứ muốn mua cái gì là chúng ta phải đi ra ngoài, đi đến tận nơi chúng ta mua về và chúng ta dùng thử nữa, mà chúng ta có thể dễ dàng lên trên YouTube, lên TikTok, lên trên Facebook để chúng ta research, chúng ta xem một cái video review, chúng ta xem cảm nhận đến từ KOL, đến từ KOC, và chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta có thể quyết định mua sắm cái sản phẩm đó hay không. Còn với một thương hiệu, khi mà họ muốn truyền tải một cái chiến dịch này, một cái câu chuyện hay là một cái thông điệp, thì họ có thể cùng đồng hành, cùng hợp tác với cả một KOL đã có một cái lượng fan đông đảo để có thể dễ dàng truyền tải nó đến đông người hơn, đến nhiều khán giả hơn. Và đó cũng chính là lý do mà ngành nghề này ngày càng phát triển cũng như là có chỗ đứng riêng. Và tiếp theo đến phần mà mình thích nhất, không phải là những định nghĩa nữa, mà là làm sao để có thể bắt đầu. Và bây giờ thì Châu cũng sẽ cần các bạn biết rõ là mình muốn trở thành ai, mình muốn trở thành KOC hay là KOL, và thế mạnh của mình là gì. Và trước tiên thì mọi người cũng không phải kiểu vội vàng trả lời những câu hỏi đó, mà mọi người hãy cùng Châu hãy đi tìm, đi research, đi xem thêm về những KOL, KOC mà mình yêu thích. Có thể là về một cái lĩnh vực nào đó như là thời trang, làm đẹp, về nấu ăn, về ẩm thực, về du lịch, về viết lách, về báo chí, bất cứ một cái lĩnh vực nào mà bạn yêu thích. Và thử tưởng tượng xem là nếu như mình làm cái công việc đó, mình làm cái vị trí của họ, thì mình có thích hay không? Mình có hứng thú không? Mình có gọi là tôi muốn làm, tôi có muốn đạt đến cái điều này không? Nhưng mà khoan nói đến những cái khó khăn, khoan nói đến những cái điểm mù phía sau. Tại vì cái công việc nào thì cũng sẽ có những cái điều đó mà thôi. Mình chỉ cần nghĩ rằng là mình có hứng thú làm cái công việc đó trước tiên hay không mà thôi. Để lấy một số những cái tên mà đang nảy ra trong đầu mình về những cái lĩnh vực này, thì như là nấu ăn chẳng hạn thì Châu sẽ nhớ đến anh Dino Vũ. Về blogger thì có thể là chị Giang ơi, chị Chi Nguyễn. Về du lịch thì Châu rất thích anh Khoai Lang Thang. Về review sản phẩm thì các bạn có thể xem một số những bạn KOC ở trên TikTok rất là nhiều. Và sau khi mà mình coi, mình tìm hiểu về cái ngành nghề này, về những cái người mà làm trong cái lĩnh vực này rồi, thì tiếp theo là mình sẽ cùng lên một cái list, Châu gọi là list lĩnh vực yêu thích. Thì như ngày đó thì Châu sẽ ghi này, là một thời trang, hai là du lịch, ba là để làm đẹp này, bốn là như tập luyện này, hay năm là lối sống healthy, sáu là chó mèo. Và mọi người cứ viết hết ra những cái sở thích nha, chứ không chỉ cần là một cái nhất định đâu, vì chúng ta còn xem xét đến những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh, những cái tính cách của bản thân để xem là phù hợp với cái lĩnh vực nào. Ngày đó thì Châu cũng có viết ra xem là tính cách của mình thế nào, thì mình nhớ là mình có viết là mình là một người rất hoạt bát, rất là nhanh nhẹn. Mình thích cái gì mà nó hơi dị dị một tí, kiểu chưa ai làm á, mình muốn như vậy. Và cái điểm mạnh nhất mình nhận ra đó chính là cái tinh thần của mình. Thì các bạn có thể thử ghi ra, ví dụ như là điểm mạnh của mình là mình có thể viết lách, mình có thể ở nhà cả ngày, mình có thể lọ mọ làm một cái việc gì đó mình yêu thích, hay là mình là một người nội tâm, mình có thể là một cái người giỏi giao tiếp, hay là mình không thích giao tiếp, mình thích xuất hiện hay là mình không thích xuất hiện, mình tự tin với ngoại hình của mình hay là mình không. Thì tất cả những cái điều đó đều quyết định là bạn sẽ sản xuất những cái nội dung, bạn sẽ theo cái lĩnh vực đó ra sao. Và các bạn có thể thử làm giống Châu, mình sẽ viết ra những cái điểm mạnh của bản thân này, những cái điểm mình sẵn sàng có thể làm và những cái điểm mà mình cảm thấy là chưa mạnh lắm, những cái điểm hơi yếu ở bản thân mình. Và một cái điểm thực tế hơn nữa đó chính là hiểu về cái khả năng tài chính của mình vào cái thời điểm đó. Như Châu thì cái lúc đó mình cũng nói ở trên đúng không, là mình biết là mình không có tiền, nên là mình gạch luôn cái sở thích thứ hai là du lịch của mình đi, vì không có tiền mà không đi du lịch được nên là không thể theo du lịch. Và điểm tiếp theo thì chúng ta cần hiểu về thị trường cùng với khán giả mục tiêu. Tại sao cái điều này quan trọng? Thì như phía trên Châu đã gạch đi cái sở thích du lịch vì không có tài chính, thì mình còn lại ba sở thích, đó là thời trang này, làm đẹp và nấu ăn. Thì lúc đó ở thị trường đã có rất là nhiều người làm về làm đẹp và rất là nhiều người làm về nấu ăn rồi. Mình chỉ còn cảm thấy thời trang là một cái thứ rất là mới mẻ, là một cái thứ mà chưa ai làm, rất là ít người làm. Thì đấy là cái lý do mà Châu lựa chọn là thời trang là cái thứ mà mình sẽ làm nhiều nhất, mình sẽ làm chú trọng nhất
và làm mạnh nhất trong cái thời gian đầu tiên. Mình vẫn sẽ không bỏ đi những cái sở thích còn lại như là tập luyện, nấu ăn, làm đẹp, mà mình vẫn sẽ làm song song nó ở trên YouTube, trên Facebook, nhưng mà cái chính vẫn sẽ là thời trang. Và có một cái điều nữa đã ảnh hưởng lên cái quyết định mà chọn thời trang của Châu đầu tiên. Mặc dù là ai cũng nói với Châu là ui liều quá, sao lại chọn vào một cái ngành mà nó còn đang là thị trường nhỏ, nó còn đang chưa phát triển, mình chọn như thế là mình quá liều mạng rồi. Thì nó quay lại cái tính cách của Châu đã nói ban đầu ạ, là mình là một người rất máu chiến, mình rất là thích làm những cái gì mà nó chưa ai làm, mình thích phải dị dị một tí như vậy. Nếu như các bạn lựa chọn phải một cái ngành, một cái lĩnh vực mà nhiều người theo đuổi, nhiều người đang làm rồi thì cũng chả làm sao cả, tại vì mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng, bạn sẽ có cái tính cách riêng, bạn sẽ có cái cách để làm cái nội dung theo đúng cái tinh thần của bạn, theo đúng cái cá tính riêng của bạn, nên là cũng không phải có gì lo cả. Và ý thứ hai đó chính là hiểu khán giả mục tiêu. Cái điều đó cũng rất là quan trọng đến cái cách thức mà bạn làm nội dung. Thì ví dụ như là các bạn sẽ biết rằng là khán giả mục tiêu của chúng ta sẽ là những bạn trẻ từ khoảng tầm 13 đến 17 tuổi, hay là 17 đến 24 tuổi, hay là 24 đến 35 tuổi, thì bạn hiểu được cái độ tuổi này, bạn hiểu được cái giới tính mà khách hàng mục tiêu của bạn là ai, thì bạn sẽ biết là nội dung của chúng ta, cái văn nói chúng ta nên ra sao, cái nội dung, cái hình ảnh của chúng ta nên sản xuất thế nào. Và sau khi mà bạn đã biết rằng là bạn theo đuổi lĩnh vực nào này, khán giả của mình là ai này, thì lúc đó bạn sẽ bắt đầu tính đến cái việc là mình sẽ xây dựng hình ảnh ở trên cái platform nào. Hiện nay thì đang có những cái mạng xã hội như là TikTok này, YouTube này, Facebook, Instagram và website, v.v. Thì đầu tiên là bạn cần hiểu về cái mạng xã hội mà mình theo đuổi. Thì Châu lấy ví dụ nhỉ, như TikTok thì sẽ phù hợp với cả những video ngắn, thường là sẽ lướt xem ở trên điện thoại và phủ sóng rất là nhanh. YouTube thì sẽ phù hợp với cả những cái video như là travel này, những cái video chia sẻ dài này, những cái video nấu ăn này, và rất là nhiều những cái dạng video khác nữa. Facebook thì mình sẽ tìm hiểu xem là phù hợp những cái bài viết dài ra sao, những cái size ảnh, size video như thế nào là sẽ tối ưu hóa nhất. Instagram lại đặc biệt phù hợp với cả những bạn liên quan đến sáng tạo này, làm thế nào mà để cái layout của cái feed nó thật là đẹp, nó cuốn hút. Và như trong ngày đó thì mình biết rằng là mình sẽ theo thời trang và mình cần những cái hình ảnh đẹp, mình cần một cái nơi mà mình có thể sắp xếp, mình có thể sáng tạo layout, thì đó là lý do mà mình chọn Instagram là cái kênh chính trong suốt rất là nhiều năm, và mình đã xây dựng nó trong hơn 7 năm nay rồi. Và sau khi mà chúng ta đã chọn được cái nền tảng mà chúng ta muốn theo đuổi, thì tiếp theo chúng ta sẽ suy nghĩ làm sao để một, tạo dấu ấn cá nhân, và hai, duy trì tần suất và tạo độ phủ sóng. Đầu tiên là về dấu ấn cá nhân, thì nhìn chung là làm sao để cho mọi người nhớ đến bạn trong hàng ngàn người đang làm ở trên mạng xã hội, thì chúng ta có thể tạo cái sự khác biệt từ cái vẻ ngoài của chúng ta, từ cái phong cách của chúng ta, có thể là từ cái cách edit, từ cái cách mà chúng ta sắp xếp layout, cách mà chúng ta truyền tải nội dung. Nhìn chung là làm sao để chúng ta tạo được cái ấn tượng và cái sự khác biệt đến với khán giả. Tiếp theo là về tần suất, thì chúng ta cần phải giữ một cái tần suất thật là đều đặn. Trong cái thời gian đầu tiên thì kể cả Châu cũng vậy thôi, mình làm video chả có ai xem cả, nhưng mình vẫn phải làm. Có 10 cái video thì có thể là chỉ có một cái video nào mới trúng, thì đấy chính là cái video gọi là key của mình để cho mọi người biết đến. Và sau khi người ta biết đến cái video đó của mình, người ta vào cái trang của mình, người ta nhìn thấy nhiều cái video khác nữa, thì những cái video trước đó nó mới có view. Hay là về ảnh, về cái việc mà mình theo thời trang cũng như vậy, 10 bộ thì có khoảng 1 bộ mọi người thích, còn 9 bộ thì bị chê, cũng không sao cả. Miễn là mình tạo ra cái sự khác biệt, miễn là mọi người biết rằng là mình đang theo cái ngành nghề này, mọi người biết là mình đang duy trì, và mọi người có cái lý do để mọi người ấn cái chữ follow. Và tất cả những cái điều đó, cái sự mà đều đặn ra những cái nội dung mới sẽ giúp chúng ta càng ngày tăng cái độ phủ sóng lên. Và có một cái cách nữa, có thể là chúng ta sẽ tham gia những cái chương trình thực tế như là KOC Việt Nam, không? Mình đang làm KOC Việt Nam. Những cái chương trình nào đó, bất cứ làm cách nào đó để bạn xuất hiện nhiều hơn, thì đấy cũng là một cách mà tăng độ phủ sóng của bạn. Và Châu hy vọng rằng là sau những cái chia sẻ ở bên trên thì đã cho mọi người thêm được một chút những cái góc nhìn từ một người đã làm nghề trước đó, và để mọi người có thể quyết định dễ dàng hơn, cũng như là mọi người có thể biết rằng là mình nên làm gì để mình có thể bắt đầu cái ngành nghề này. Và Châu nghĩ rằng là cái rất là quan trọng trong ngành nghề này đó chính là cái tinh thần và cái suy nghĩ của mình.
Như ngày ban đầu thì mình không bao giờ nghĩ rằng là mình làm cái nghề này để kiếm thật là nhiều tiền. Tại vì mình biết rằng là đây không phải là cái ngành nghề mà tháng nào cũng có lương cứng, hay là ngay cái thời điểm đầu tiên mình làm một cái video đã có thu nhập được. Và mình phải làm rất là nhiều những video và dần dần mọi người biết đến mình. Và mình có cái niềm tin là mình cứ làm tốt hoài thì nhãn hàng sẽ để ý, và từ đó mình mới kiếm ra thu nhập được. Và để làm được cái điều đó thì mình phải thực sự thích, mình phải đam mê, phải thực sự đam mê á, thì mình mới kiên trì với bản thân mình từng ngày. Và cái nội dung của mình nó mới gọi là làm từ tận sâu đáy lòng, và khán giả mới cảm nhận được cái điều đó. Và từ đó thì mình mới có quyết tâm để biến cái công việc mình thích thành một công việc chính, thành một cái tương lai của mình. Và công việc nào thì cũng có mặt trái, và công việc này thì cũng y hệt như vậy. Cái mà Châu thấy là khó khăn nhất, lúc nào cũng sẽ là một cái đớn đau nhất mà chúng ta sẽ phải gặp phải, đó chính là có thể là làm video ra chả ai xem cả, hoặc là có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Thì mình dần dần phải làm quen với việc đó, và đấy là cái mà mình phải chấp nhận thôi. Và mình làm dần, và nếu như mình thích nó thật sự thì mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ những cái ý kiến tiêu cực đó. Mình sẽ tiếp tục phấn đấu để làm những cái nội dung hay hơn mỗi ngày. Và ở tập này thì mình mới chỉ chia sẻ những cái khái niệm hay là những cái cách mà tiếp cận đến ngành nghề. Và chắc chắn là mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái nội dung nó sâu hơn vào trong những cái tập tiếp theo ở trong series. Và đây là lần đầu tiên Châu làm series về chủ đề này. Mà mọi người cũng biết là KOL, KOC nó là cả một cái quá trình, và nó rất là nhiều thứ để chia sẻ. Nên mình nghĩ rằng là nó cũng chưa có đầy đủ hết. Mong rằng là mọi người sẽ có thể đặt cho Châu những câu hỏi này, những cái cảm nghĩ hay là những cái ý kiến của mọi người ở bên dưới comment, để Châu có thể trao đổi với mọi người nhiều hơn. Và hy vọng mọi người sẽ đón chờ những cái tập tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.